ảnh chụp lén đẹp liệm tim của nữ giảng viên ở Trung Quốc. Theo tìm hiểu, nữ giáo viên đang gây sốt trên mạng xã hội này đảm nhận môn cộng đồng tự chọn tại Đại học Khoa học Kỹ thuật Bắc Kinh. Nếu các tiết học khác, nhiều sinh viên sẽ cáo bệnh hay lấy lý do nào đó để trốn học thì đến tiết học của cô giáo trẻ, họ đều đi học đầy đủ. Nhìn hẳn có thể thấy, dù chỉ là những bức ảnh chụp trộm nhưng ai cũng phải suýt xoa trước ngoại hình xinh đẹp của nữ chính. Không chỉ sở hữu làn da trắng, chiều cao ấn tượng, khuôn mặt đẹp không gốc tích của cô cũng làm người đối diện liêu xiêu. Ngay khi loạt ảnh lan truyền đã gây bão trong cộng đồng mạng, đa phần bày tỏ ngưỡng mộ trước nhan sắc của cô giáo trẻ, số khác bày tỏ muốn quay trở về thời cấp sách đến trường nếu như được cô giáo đẹp như vậy giảng dạy. Trước đó, cô giáo Du, giảng dạy tiếng Nhật tại trường Đại học Tài chính Kinh tế Tây Nam Trung Quốc, nhanh chóng có lượng học sinh hâm mộ đông đảo nhờ vào vẻ ngoài xinh đẹp, tính cách thân thiện và chuyên môn giảng dạy tốt. Sau khi nổi tiếng, cô buộc phải ngưng dùng Weibo để tránh làm phiền. Cô đã có khoảng thời gian học tập và nghiên cứu ở nước ngoài. Mới đây, cô mới quay trở về nước và giảng dạy tiếng Nhật ở trường Đại học Tài chính Kinh tế Tây Nam. Cô giáo dạy tiếng Nhật gây sốt ở Trung Quốc.